Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 25 tháng 7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, bão số 4, bão Sơn Ca đang tiến gần vào ven biển miền Trung. Vào 7 giờ sáng nay, tâm bão cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị khoảng 180 km về phía đông đông nam với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Như vậy, đến chiều tối nay 25 tháng 7, bão sẽ đi vào Hà Tĩnh, Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày mai 26 tháng 7, vị trí từ áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 105,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 3 cho đến 5 mét. Vùng biển ven bờ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét, biển động mạnh. Vùng biển ven bờ khu vực Nam Thanh Hóa và các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển cao từ 2 cho đến 3 mét, biển động mạnh. Nước dâng kết hợp với thủy triều ở vùng ven biển từ Nghệ An đến Quảng Bình cao từ 2 cho đến 3 mét. Tàu thuyền cần phải tìm nơi trú ẩn an toàn, hạn chế ra khơi xa để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản. Từ trưa nay, trên đất liền khu vực ven biển Hà Tĩnh, Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Khu vực các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, sâu trong đất liền các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình sẽ có gió giật mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ở vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có gió giật cấp 6, cấp 7. Cùng với gió mạnh, mưa lớn cũng xuất hiện trên diện rộng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Mưa tập trung chính trong hôm nay và ngày mai, ước tính toàn đợt sẽ lên đến 100-250mm. Do vậy, bà con cần phải lưu ý với khả năng cao xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp hay là lũ quét sạt lở đất ven sông. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Tại phía Tây Bắc Bộ, ngày mai có mưa rào và rải rác có dông. Riêng khu vực Sơn La, Hòa Bình sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, tập trung chính trong ngày 26, sau đó giảm dần. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng 28-31 độ. Sang 2 ngày tiếp theo thì mưa giảm hơn, chỉ còn xảy ra mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày 28 đạt mức từ 30-33 độ. Vào ngày mai, tại phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông. Riêng khu vực đồng bằng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Cần đề phòng tố lốc, gió giật mạnh ở vùng ven biển Ninh Bình, Thái Bình và Nam Định. Nhiệt độ cao nhất ngày chỉ từ 27-30 độ. Sang 2 ngày sau đó, có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở khu vực đồng bằng trong ngày 27. Sau đó thì giảm dần, ngày có nắng trở lại. Nhiệt độ cao nhất ngày 28 dao động trong khoảng 30-33 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày mai trời có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Mức nhiệt cao nhất ngày mai cũng chỉ đạt là 27-30 độ. Sang 2 ngày tiếp theo, trời nhiều mây, có nơi mưa chính trong ngày 27, sau đó thì giảm dần. Nhiệt độ tăng thêm, cao nhất ngày 28 đạt mức 30-33 độ. Xuôi xuống khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày mai ở phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở phía Nam, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Sang 2 ngày tiếp theo, ở phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung chính trong ngày 27. Ở phía Nam, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới phổ biến trong khoảng 30-33 độ. Trở vào vùng cao Tây Nguyên, ngày mai có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Ngày 27 và ngày 28, trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối có mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động trong khoảng từ 28-31 độ. Tại khu vực Nam Bộ, ngày mai mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Sang 2 ngày tiếp theo, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới từ 30-33 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, ngày mai có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ cao nhất ngày chỉ từ 27-30 độ. Sang 2 ngày tiếp theo, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung chính trong ngày 27. Sau đó giảm dần, ngày có nắng trở lại. Nhiệt độ tăng dần, cao nhất ngày 28, dao động trong khoảng 30-33 độ. Bản tin thời tiết 12 giờ trưa nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.